câu chuyện về chú xe ủi ở một nông trường nọ có rất nhiều các chú xe ủi nhỏ trong số đó là một chú xe ủi màu vàng chú mới đến trang trại chưa lâu nên rất muốn làm quen và giúp đỡ mọi người một hôm chú đi qua một đống đất to chú cố sức để ủi đống đất nhưng đất to và nặng quá nên chú không thể làm gì nổi vào lúc đó có một bác xe ủi to đi tới bác nói cháu hãy lùi ra một bên để bác làm cho cháu nhỏ nên không đủ sức làm đâu nghe vậy xe ủi vàng liền đứng lùi ra để bác xe ủi to tiến tới xe ủi to dễ dàng xúc đống đất đi chỗ khác chú xe ủi vàng buồn quá vì mãi mà chú chưa được làm việc gì để giúp đỡ mọi người chú quyết định đi theo bác xe ủi to xe ủi to và xe ủi nhỏ vừa đi vừa hát rất vui vẻ bỗng chú nhìn thấy một vườn cam chín vàng có rất nhiều quả và thật thơm ngon nhiều quả đã chín rụng xuống đất bác xe ủi to tiến tới xúc chỗ quả rụng nhưng vì bác quá to nên không thể xúc những quả cam nhỏ bác liền nói xe ủi nhỏ ơi cháu hãy thử xúc xem sao có thể cháu sẽ làm được đó chú xe ủi nhỏ liền tiến tới nhẹ nhàng xúc từng quả từng quả một ôi thật là tuyệt vời cuối cùng cháu cũng được làm việc có ích rồi chú xe ủi nhỏ vui sướng hò reo ý nghĩa câu chuyện mỗi người đều có khả năng riêng của mình dù không thể làm được những việc lớn như bác xe ủi to nhưng chú xe ủi nhỏ vẫn có thể làm những việc nhỏ có ích các con không nên buồn khi không làm được mọi việc mà nên tìm những việc phù hợp với sức của mình các con nhé